sáng đầu mới rồi, anh gọi nhập cho nó thấy không, nó đều tự động nó giải quyết được rồi. Rồi giữ lâu rồi giờ ghi lên mặt cái người đó rồi, đấy ghi lên mặt rồi tiếp tục, nhưng mà biết sau rồi đúng rồi tiếp tục rồi đẩy vô ngồi xuống xíu 10 giây hết thở đều nhớ siết cứng vô tì vô bụng lỡ cái đổ thì đổ vô trong tay, đừng có để nó đổ tới cái trước, còn lỡ mà đổ tới trước thì thấy bình thường, nhưng đừng để nó đổ tới trước, giữ 3-5 giây cho 3-5 giây được, cảm thấy nó đổ rồi ráng lái tay về để nó đổ vô trong tường đó, là từ cái lực bụng nó sẽ lên rồi rồi lên nên tự làm như nãy là giữ được như nãy là ok, từ 3-5 giây được thì theo cái nhiệt tới giữ tiếp luôn đó, thế là kiềm kiềm nặng dứt khoát rồi đúng rồi. Rồi giữ luôn, nó giữ luôn, tốt. Đúng rồi, đó. Nghỉ 10 giây, rồi làm lại cái nào. Thôi, rồi vô. Tốt. Rồi lại, đó là. Mà thầy nhớ siết. Siết, hết được vô, siết bụng. Rồi chỉ cần nhập nhanh vô thôi, nhập đều vô thôi, rồi động nó làm được vậy. Đúng rồi. Rồi nhập vô. Nhập chậm quá, nhập dứt khoát lên xíu được. Mình cứ lực sẵn là mình nhập chậm. Mình nhập cái luôn vô luôn. Mới được để lưng chậm nhập vô. Rồi siết vô giữ luôn. Đúng rồi. Cầm từ từ coi, nhập vô. Giữ luôn. Rồi ok, tốt. Rồi tốt. Rồi người đó cảm thấy tự tin rồi thì rút ra nhập vô, dùng lực rút ra nhập vô, đúng rồi. Dùng lực rút ra nhập vô. Nhập vô. Rồi, giữ luôn. Đó, cái này đẹp nè. Rồi. Nhưng cái nhập vô thôi, đúng rồi. Chính xác. Nhập nhanh hơn tí xíu nữa là nó giữ được. Đừng có lâu quá nó kéo mình xuống lại. Chân đưa ra giữ yên, đợi chân sau nhập vô. Giữ yên nói dùng lực bụng rút ra, dùng lực. Đúng rồi. Rồi, giữ luôn. Tốt. Đúng rồi. Rồi, nghe nói được rồi. Nhập vô. Nhập dứt khoát luôn, nhập khép vô với cái chân đưa ra luôn, nhập khép vô luôn tự động nó giữ được rồi. Cứ khép vô luôn, khép dứt khoát vô, khép đều vô được. Đúng rồi, rồi giữ luôn, thẳng băng rồi, giữ luôn, tốt. Ok. Rút lên thì nó sẽ như vậy. Đó. Mà để mà mình rút như vậy á thì mình cứ tập từ từ, mình cứ vô cái vai. Đó, thấy không? Đó, tùy vô cái vai, rồi rút lên. Đó. Thì cái bước trước tiên mới dùng cái tường. Ép nó vô cái tường, đặt cái mông mình vô cái tường, rút ra, rồi làm đi, vô đi, tập hồi nó sẽ thấy cái rút của chị nó nhẹ, cái rút mình bữa luôn nó nhẹ, ép chặt vô, đặt cái tay vô, ép chặt cái mông vô, đấy. Rồi đúng rồi, chúc mình thử rồi, đúng rồi, rồi tiếp tục. Có thắt ra, khép vô. Đó, cái này là bước đầu. Đó. Cái cảm giác rút là nhớ vậy nha. Nhớ cảm giác rút lên là như vậy á. Nó hoàn toàn dùng lực của mình. Là cái chân nó nhẹ lắm. Quên. Thở là xuống hết vô. Ráng xuống chậm lại. Đúng rồi. Xuống kiểm soát là ráng xuống bị nhanh quá. Quên. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thở ra. Đúng rồi. Quên. Tắt cái đất nè, đều ra, nó xuống nhẹ thấy không? Nó tắt ra, thở xuống nhẹ thôi, đó. Rồi thử ra giữ luôn. Rồi giữ luôn. Tắt ra giữ luôn nha. Cỡ 3-5 giây cũng được. Đừng mình thôi. Em chặt vô, rồi giữ luôn. Giữ, tốt. Rồi. Tốt, vậy xíu. Giờ đúng rồi, khép vô xuống nhẹ thôi. Đúng rồi, tiếp tục 3 lần nữa cố lên, một hiệp làm 5 cái. 2 cái nữa. Đúng rồi. Cái nữa. Nó lên. Hít hơi sâu vô, phát lực ra. Đúng rồi. Ok, rồi giữ 3 vậy 1 2 3, đúng rồi. Hít hơi sâu vô. 3 lần thôi, làm 3 lần thôi, cố lên lần 2, cố lên ép vô. Ép chặt vô, dùng vai rút lên. Cố lên giữ 1 2 3 ok. Hít hơi sâu vô, còn một cái nữa thôi, nó lên thì vai nó mới khỏe được. Cố lên, còn một cái nữa. Cố lên, hít hơi sâu vô, ép vô, rồi giữ 1, 2, 3, thôi, ok, tốt. Rồi, tốt. Nó, từ từ thôi.
từ từ thôi, rút đàng hoàng nha, rút bằng lực đàng hoàng nha. Rồi rồi rồi, dùng lực rồi vai rút lên đó, quạt ra hiểu không? Đó thôi. Rút lên. Đó, đúng rồi, đó, thấy không? Ít ra nó lên được cái chục là bắt đầu thấy mình kiểm soát được rồi. Lên, rút mạnh lên, đó sạc ngang, đó. Rút mạnh lên. Cái đầu gối trên hay quay co lại. Ừ, đúng rồi, rồi dùng vai rút lên. Rút lên, đó. Đó, lên rồi đó. Từng gấp. Rút mạnh một phát là dùng cái vai rút mạnh lên. Đó, 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 đúng rồi. Mạnh lên, đó, rồi, đúng rồi đó, lên rồi đó. Mạnh lên, đó, đúng rồi. Lên luôn rồi, giữ luôn, giữ luôn, giữ luôn, kiểm soát nó. Đó, rồi, 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 giữ luôn, đó. Rồi, 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 đó. Chưa tới, một cái xíu nữa thôi. Từ từ thôi nha, mạnh lên. Cái chân trên co sâu vô, đừng có nhả cái đầu gối ra nhiều quá. Ừ, đó, co vô. Đó, đúng rồi, rồi, giữ luôn, giữ luôn, giữ luôn, giữ luôn, giữ luôn, đó. Kỹ thuật, rút, chưa. Mạnh lên, dùng lực vai phát mạnh lên, đẩy người, đó, rồi giữ luôn, giữ ngay đó, giữ ngay đó, giữ ngay đó, giữ ngay đó, tốt. Hình hình hình, từ từ thôi, rút cái này cũng hết lực rồi, ráng luôn. Rồi, rồi, rút cái này đúng rồi đó, co gối vậy đó, ừ. Lên hẳn hết rồi mấy cái kia, chưa. Chị phải có cái chớn đi lên. Cố gắng này, tại cái này phải dùng lực, phải tự dùng lực mạnh. Rồi, đó sạc ngang. Rồi, đó sạc ngang. Mạnh lên, đẩy mạnh lên. Rồi, đúng rồi. Đẩy mạnh lên. Đuối rồi. Đó. Lên. Mạnh lên. Rồi.